Hoan chào đón tất cả quý vị đã cùng có mặt tại sân khấu tư gia của đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì cùng chúc mừng cho ngôi nhà mới khang trang của anh chị. Đến giờ phút này thì cảm ơn đến sự hiện diện của toàn thể quý vị. Anh Tú là người kết nối cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được gửi tới tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin được chúc cho một lễ mừng tư gia đại pháp cho anh chị thành công. Thân mến là trong mỗi con người chúng ta thì ai ai cũng sẽ mong muốn sẽ cùng có sẽ được một nhiều hạnh phúc, nhiều mơ ước tròn vẹn. Và đến nay gia đình anh chị Luyện Tiên cả Vân cũng đã có được một niềm vui, nhiều hạnh phúc trong bên, đó là sẽ dành được cho mình một ngôi nhà khang trang. Phải nói rằng là tất cả mọi người chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đều ao ước, và ngày hôm nay đến sự hiện diện của toàn thể quý vị để có đôi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì cũng xin được kính chuyển lời mời tới chủ nhân của ngôi nhà khang trang, anh Lường Tiên và chị Cà Vân sẽ cùng trở lại sân khấu cùng với đại gia đình của mình để có đôi lời muốn nói gửi tặng tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đến giờ phút này xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng ánh mắt lên khu vực sân khấu cùng chào đón chủ nhân của ngôi nhà khang trang, anh Lường Tiên cùng với chị Cà Vân cùng các thành viên trong gia đình của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xóm hết mà. À con nhận thấy là phần mềm Pinong Vina của mình hai mini và sản xuất từ về hai của mình hai mini. Thế là có cầu chân mạn chân cực kỳ bắt tay mà tuần mà hơn nữa này hướng nam và mặn để hôm nay thì sống con sao hả nữa tại sự này bạn xe ô tô như mày nữa và đây chồng khỏi cái xóm khác bằng con hỏi tên bằng con hỏi về ai để hiểu hơn của mình hai mini và sản xuất ở tích lại phần mềm Pinong Hấu của mình cú bên xa và phần mềm tàu bên anh chai rượu và lắc chai rượu thật mạnh trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Vâng ạ, xin mời anh chị ạ. Vâng ạ, xin mời anh chị sẽ cùng tay trong tay như lúc lần đầu video ấy ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Vâng ạ, đến giờ phút này vâng ạ rất chuyên nghiệp ạ. Chúng ta sẽ cùng với những ly rượu sẽ cùng về trở xuống phía dưới để có bê lời cũng như là những chén rượu